Tối nào ba con cũng chửi lộn với mẹ con nên con không có ngủ được. Với ba mẹ kiểu mua ít sách vở gì cho con á nên con phải mượn vở bạn. Mỗi lần mà trong Ngân thấy ba mẹ cãi lộn á là sáng hôm sau là cô giáo gọi điện về: "Chị Trung Ngân ơi, Trung Ngân không chú ý bài, ngủ gục." Thì tối nghe cãi lộn á, có ngủ nổi đâu, làm sao sáng đi học được, quên làm bài tập luôn. Hoàng Oanh xin được chào mừng tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Điều Con Muốn Nói. Quý vị thân mến, những người thực hiện chương trình Điều Con Muốn Nói rất hạnh phúc khi luôn nhận được những phản hồi tích cực từ phía các bậc phụ huynh cũng như là các bé thiếu nhi. Và đó cũng là động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục mục đích nhân văn ban đầu của mình, đó chính là luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng chặng đường trưởng thành của các bé. Và trong mỗi số của Điều Con Muốn Nói thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những chuyên gia tâm lý, những người sẽ giúp cho các bé giải tỏa nỗi lòng của mình và giải quyết những mâu thuẫn một cách nhẹ nhàng nhất cùng với các bậc phụ huynh. Ngay bây giờ hãy cùng Hoàng Oanh chào đón chuyên gia tâm lý của chương trình ngày hôm nay, tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân. Chào anh Quân ạ. Xin kính chào quý vị khán giả và xin chào Hoàng Oanh nha. Lần nào đến với chương trình cũng thấy anh Quân tràn đầy năng lượng tích cực với nụ cười rất là tươi. Chắc chắn là các bé sẽ rất là thích. Rất là cảm ơn Hoàng Oanh. Và đặc biệt là mỗi một chương trình chúng ta đều được gặp gỡ, được lắng nghe những câu chuyện của các con. Nên có lẽ rằng là đó là lý do mà hai anh em mình chắc cũng gọi là trẻ trung cùng với lại các bạn nhỏ của chương trình đó Hoàng Oanh. Dạ, đúng vậy ạ. Khi mà chúng ta ở gần với thiếu nhi thì lúc nào mình cũng cảm thấy tâm hồn mình tươi trẻ hơn. Tuy nhiên không có nghĩa là các bé thiếu nhi sẽ không có những cái tâm tư, tình cảm riêng. Đôi khi cũng sẽ có những điều nhỏ nhỏ mà làm các con dễ buồn. Mà người lớn chúng ta thì ở một cái độ tuổi cách xa quá, đôi khi cũng khó lòng mà hiểu hết được. Và không biết là cái bí mật trong chiếc hộp ngày hôm nay của Điều Con Muốn Nói là gì. Xin mời anh Bùi Hồng Quân với Hoàng Anh sẽ cùng bật mí với quý vị khán giả nhé. Wow, một chú gấu bông màu tím. Dễ thương quá. Rất là dễ thương. Chú gấu bông rất là dễ thương, tuy nhiên là đã có một cái hình ảnh là em không biết là vui hay buồn ha anh Hồng Quân ha, tại vì trong cái hình ảnh này nó cũng khá lạ lùng. Chắc là lại có nhiều điều mà đôi khi chúng ta cứ phỏng đoán thì nhiều khi cũng rất là khó. Nên là thôi thì để giải tỏa tò mò cho chính chúng ta cũng như là cho quý vị khán giả, chắc là chúng ta phải mời nhân vật chính ngày hôm nay thôi Hoàng Oanh. Dạ vâng ạ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bé Châu Ngân. Xin mời. Chào con gái. Chào Châu Ngân. Con chào các vị khán giả, chào cô Oanh và con chào chú Quân. Chào bé Ngân. Ngân ơi, cho cô Oanh với lại chú Quân biết là năm nay con bao nhiêu tuổi được không? Dạ, năm nay con 11 tuổi. Ngày hôm nay nè, Châu Ngân mang tới chương trình một con thú bông rất là dễ thương. Thế thì đây là con thú bông mà con chơi từ đó giờ hay làm sao Ngân? Dạ, đúng rồi. Thế hả? Rồi con mua con này ở đâu hay là ai tặng cho con vậy? Dạ, ba mẹ con tặng. Trong trường hợp nào? Dạ, lúc đó con thi được điểm 10 nên ba mẹ cho con đi chơi mua được chơi cho con. À, một món quà. Yeah. Tại sao lại chọn con thú bông này mang tới đây? Vì nó là đồ chơi duy nhất mà ba mẹ lần đầu mua cho con. Là đồ chơi duy nhất mà lần đầu ba mẹ mua cho con. Và chắc là có rất là nhiều điều mà con sẽ chia sẻ về ba mẹ của mình trong ngày hôm nay đúng không? Dạ. Thôi bây giờ chú Quân sẽ để cho con với lại cô Hoàng Oanh tự nhiên trò chuyện ở đây nha. Chú Quân sẽ đi vô trong một cái căn phòng rất là thú vị và bí mật. Sau một lát nữa thì chú Quân cũng sẽ mời ra đây một nhân vật rất là đặc biệt luôn để trò chuyện cùng với con và cô Hoàng Oanh nha. Dạ vâng. Bye bye. Cảm ơn chú Hồng Quân rất là nhiều. Hẹn gặp lại. Bé Ngân ơi, ở nhà con thì có bao nhiêu thành viên? Dạ, con với chị hai với anh hai, chồng chị hai con à. Và ba mẹ với ông nội và nội. Wow, vậy là cả nhà đông quá trời luôn, cả nhà ba thế hệ luôn. Thì ở nhà con là bé nhỏ nhất đúng không? Dạ vâng. Vậy có phải là con là em bé được cưng chiều nhất trong nhà không? Dạ không lắm được. Ủa vậy hả, sao vậy? Dạ vì con sắp lớn rồi nên ba cho con tự làm đồ ăn để ăn. À, tự làm đồ ăn để ăn. Vậy là con rất là tự lập, con rất là giỏi. Chào Thúy Hiền. Ngày hôm nay là rất là đặc biệt á. Tại bình thường là sẽ là ba mẹ dẫn bé tới, mà ngày hôm nay là chị hai dẫn bé tới luôn. Dạ. Ở nhà Châu Ngân là một người như thế nào vậy Thúy Hiền? Dạ, gọi là cá tính.
Tức là đôi khi thì thích thể hiện cái quan điểm và suy nghĩ của mình đúng không? Đúng rồi. Nãy thì cô Anh và chú Quân cũng rất là thắc mắc là vì sao con lại đem một chú gấu bông đến. Nãy con cũng có nói đây là một món quà được ba mẹ thưởng trong lúc mà con học giỏi. Thế nhưng mà có cái lý do sâu xa nào để con mang đến chương trình Điều Con Muốn Nói ngày hôm nay không? Dạ, con chỉ muốn nói với ba mẹ là đừng ly hôn, ở lại với nhau và sống thật tốt như một gia đình yêu thương nhau. Vì sao con lại muốn nói điều đó? Những ngày tháng qua thì ở nhà mình đã có việc gì hả con? Dạ, ba mẹ con cãi lộn. Khi mà cãi nhau thì con là người chứng kiến đúng không? Dạ. Con thấy cái cãi nhau của bố mẹ có gay gắt lắm không? Dạ có. Có những cái câu nói nào mà con cảm thấy là con nhớ hoài cái câu nói đó hay không? Dạ, cái câu đó là ly dị. Ở lúc em còn rất là nhỏ thì ba mẹ đã bỏ nhau một thời gian rồi. À. Xong rồi sau đó là ba mẹ mới quay lại mới có chồng Ngân. Con có còn nhớ là cái việc mà bố mẹ mình cãi nhau như vậy đã diễn ra bao lâu rồi chưa? Dạ, từ một năm trước. Gần một năm trước. Và những lúc như thế thì con làm gì? Dạ, con chỉ kêu chị hai con mở cửa và con đi vô phòng chị hai con thôi. À, có nghĩa là lúc mà ba mẹ cãi nhau thì mình sẽ chạy vào trong phòng đóng cửa lại đúng không? Dạ. Với chị hai. Cô Anh tin là khi mà mình có một người chị á, thì cô Anh nghĩ là một cái may mắn đó con. Tại vì bản thân cô Anh là không có chị. Khi mà mình làm cái gì á, mình cũng là người đầu tiên làm. Mình cũng là người đầu tiên phạm lỗi. Cho nên là cô Anh luôn cảm thấy là ước gì mình có một cái người chị để mà bảo vệ cho mình. Con cảm thấy việc có chị hai bên cạnh là có phải là một cái may mắn và hạnh phúc lớn của con không? Dạ có. Chị hai đã làm gì cho mình những cái lúc mà mình thấy ba mẹ cãi nhau rồi mình buồn? Dạ là an ủi và cho con đi chơi chung với mọi người. Con có bao giờ con nói cái điều con muốn nói ngày hôm nay cho chị hai biết chưa? Dạ rồi. Và hai chị em có bao giờ nói điều đó trực tiếp với ba mẹ chưa? Dạ có một lần nhưng mà ba mẹ vẫn cãi nhau. Phản ứng của Châu Ngân như thế nào Hiền ha? Đầu á là Châu Ngân nạt có từng cái lời không hay á. Bắt đầu em nói là em không được làm như vậy, chỉ nói chuyện người lớn, muốn gì thì em cứ bực bỏ vô trong phòng dài được rồi, đừng có hổm như vậy. Tại vì mình cũng trải qua rồi. Cái việc đó nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày của con hay không? Dạ tối nào ba con cũng chửi lộn với mẹ con nên con không có ngủ được. Với ba mẹ kiểu mua ít sách vở gì cho con á nên con phải mượn vở bạn. Như vậy là có lẽ là những cái căng thẳng trong gia đình, cái năng lượng căng thẳng đó đã truyền qua một em bé và con bị căng thẳng đến mức là con đêm con không ngủ được và khi mà học bài thì con không thể tập trung được và con hay bị ngủ gục vì là thiếu ngủ mà. Cô Anh rất là đồng cảm với con về cái cảm giác này. Tại vì trong một gia đình thì cũng rất là khó tránh cãi vã. Thì những người con trong gia đình, những cái lúc mà không khí căng thẳng lên như vậy là mình rất là sợ làm ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Mỗi lần mà trong Ngân thấy ba mẹ cãi lộn á là sáng hôm sau là cô giáo gọi điện về: chị Trung Ngân ơi, Trung Ngân không chú ý bài, ngủ gục. Thì tối nghe cãi lộn á, có ngủ nổi đâu, làm sao sáng đi học được, quên làm bài tập luôn. Vậy những lúc đó con có bao giờ là con khóc hay là con phải chạy ra con nói là ba mẹ đừng có cãi nhau nữa? Có bao giờ con phải phản ứng tới mức như thế không? Dạ có. Con đã nói gì những lúc đó? Ba mẹ ơi đừng có cãi nhau nữa, con không có chịu nổi nữa, ba mẹ cứ cãi hoài con không ngủ được. Lúc đó thì con có nhận được câu trả lời nào từ ba mẹ không? Dạ không, ba mẹ con cứ lôi con ra chửi luôn. Con rơi, con rớt, ba con ghẹo con kiểu đó. Như vậy là lúc đó thì ba mình mất bình tĩnh quá. Ba mình đang giận một chuyện gì đó rồi là giận sang cả mình luôn. Mà lúc đó con cảm thấy như thế nào? Rất là tủi thân. Lúc trước trong Ngân quấn ba lắm, tình cảm lắm trong Ngân, có biết tình cảm gia đình mà. Nhưng mà khi mà mẹ mà cứ cái lông hoàng trong Ngân nghe rồi là coi như là không muốn lại gần hai chứ. Như vậy thì mọi người cũng có thể thấy được là
tâm lý của bé Ngân đã bị ảnh hưởng rất là nhiều từ việc ba với mẹ cãi nhau. Với chú gấu bông này thì con có một cái kỷ niệm nào khác ngoài cái việc là con được ba mẹ tặng gấu bông không? Dạ, là kỷ niệm mà cứ ba mẹ cãi nhau thì con sẽ ôm nó để con nhớ lại tuổi thơ. Khi mà ba mẹ cãi nhau thì cũng không có thích ngủ riêng mà sẽ thích ngủ chung với chị hai. Vô trong đó chung. Như vậy là cả hai chị em đều đã có những cái trải nghiệm đối với lại gia đình, những cái điều mà không mong muốn ha. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ chuẩn bị đi ra ngoài đó để trò chuyện cùng với lại Châu Ngân, Luân nha, Thúy Hiền. Và thưa quý vị, xin được giới thiệu với tất cả quý vị, đây là chị hai của bé Châu Ngân, tên là Thúy Hiền. Xin chào chị Thúy Hiền. Thúy Hiền có biết là hồi nãy giờ khi mà kể về cái mong muốn của con là con muốn là ba mẹ không có nói về việc ly hôn nữa, muốn là ba mẹ sống hòa thuận với nhau, thì trong suốt câu chuyện là lúc nào con cũng rất là buồn, rất là lo lắng. Nhưng mà chị hai vừa xuất hiện một cái là bản nở nụ cười đầu tiên liền, làm mình chạnh lòng ghê. Nãy giờ ngồi với chị Oanh không có cười mà chị Hiền ra mới cười. Thì bởi vì trong gia đình là chị hai là người mà con hay nói chuyện với, lại bây giờ coi như là đồng minh của con, đúng không Ngân? Đúng rồi, đồng minh đúng đó. Không? Hồi nãy ở trong á, trò chuyện rất là nhiều với lại Hiền luôn và cũng nghe được rất là nhiều câu chuyện của gia đình. Nhưng mà xoay quanh thì cũng là liên quan đến Ngân thôi. Nhưng mà Ngân ơi, theo con thì chị hai của con á là người như thế nào trong con mắt của con? Xinh đẹp. Xinh đẹp. Mạnh mẽ. À, mạnh xinh mẽ đẹp, luôn. Mạnh mẽ. Yeah. Hung dữ. Hung dữ. Hung dữ mới bảo vệ được con. Cái này là lời nói thật lòng nè. Mà con có hay tâm sự với chị hai không? Có hay nói chuyện với chị hai không? Có. Có hả? Hai chị em thường nói chuyện gì vậy? Chuyện ba mẹ. Rồi mỗi khi mà nói vậy thì chị hai hay nói gì với con? Thì kệ ba mẹ đi, mình cứ sống tốt. Bởi vì ngày xưa chị hai cũng từng chứng kiến những cảnh đó đúng không? Và bây giờ chị hai cũng đang sống rất là tốt. Nên là chắc là chị hai nói đúng nhỉ? Con có nghĩ là chị hai nói đúng không? Vâng. Ừ. Nhưng mà để mà kệ thiệt thì chắc là khó phải không? Dạ. Cho nên hôm nay mới nhờ tới chú Quân nè. Chú Quân ơi, hồi nãy giờ là cô Anh ngoài đây nghe là cũng khó nghĩ lắm. Em cũng có hỏi một câu đó là nếu lỡ như mà không được như ý của mình mà bố mẹ ly hôn, thì con có nghĩ là sau khi cái ly hôn như vậy thì họ sẽ bớt cãi nhau hơn hay không? Thì con bảo là không, con không nghĩ thế. Tại vì cái tính cách hai người đã như vậy rồi. Vậy trong những cái lần mà khi mà ba mẹ tranh cãi với nhau á, thì thường ai là người mà tranh cãi trước? Cả hai ba mẹ. Cả hai luôn. Và mỗi lần như vậy có dài không hay là chút xíu rồi thôi? Dạ. Nhưng mà cái điều này con chứng kiến chắc là cũng lâu rồi phải không? Ừ. Vậy tại sao con nghĩ rằng là khi mà ba ở một nơi này, mẹ ở một nơi thì họ vẫn tranh cãi, bởi vì lúc đó đâu có gặp nhau đâu? Nhưng mà nếu gặp nhau thì vẫn giữ. À, nếu gặp nhau thì vẫn giữ. Nhưng mà theo con thì ba có thương con không? Dạ có. Mẹ có thương con không? Vâng. Ừ. Sao con biết là ba mẹ thương con? Thì ba mẹ tốt với con. Ba mẹ tốt với con. Chỉ là ba với mẹ không có hòa thuận với nhau thôi đúng không? Thế dưới góc độ một người lớn hơn, trưởng thành hơn này, Thúy Hiền. Thúy Hiền nhìn nhận xem là vậy thì đâu là cái lý do hay là cái nguyên nhân mà ba mẹ cứ phát sinh những cái mâu thuẫn và tranh cãi vậy Thúy Hiền ha? Theo em là lúc trước á, thì ba ghen tuông. Còn bây giờ thì do tai nạn xong rồi ba thay đổi tính cách hay là sao không biết. Vì cứ tối là kiếm chuyện, tối là kiếm chuyện. Nhưng mà có nặng lắm không? 70 mấy%. Rất là nặng. Rồi bây giờ ba có đưa đón con đi học được không Ngân? Chưa có. À, tức là đưa đón con đi học lại được rồi đúng không? Nhưng mà từ sau cái lần đó thì con thấy ba thay đổi nhiều không? Chưa có. Ừ. Nhiều. Nhiều lắm luôn hả? Nhiều lắm. Hiền ơi, có một điều mà chị Oanh thắc mắc á, là nghe nói là em lấy chồng rồi. Vậy là em có phải ở dâu không? Hay là em vẫn ở nhà ba mẹ của em luôn? Em được cái là em có được mẹ chồng làm. Em muốn ở đâu cũng được hết trơn. Mẹ chồng em không quan trọng cái vấn đề là con phải ở đây. Là ngày trước giờ là em vẫn ở với gia đình hay là em mới về ở với gia đình đây thôi? Em mới về ở đây được 1 năm. Có phải là vì... Vì cho Ngân. Vậy thì Ngân với Hiền có nghĩ là nếu như mà... Nếu mà ba mẹ vẫn tiếp tục cãi nhau vậy mà không có chị Hiền ở trong nhà thì con có sống nổi ở trong một
gia đình mà ba mẹ cãi nhau suốt ngày như vậy không? Đó. Như vậy là sắp tới con có mong là chị Hai tiếp tục ở đó cùng với con với lại ba mẹ không? Có. Vậy hả? Trải qua những cái gọi là cái ký ức mà thậm chí lúc trước là còn cãi nhau còn dữ dội hơn luôn đó Hoàng Oanh. Nhưng mà vẫn có một Thúy Hiền sau đó là vẫn trưởng thành nè, rồi cũng lập gia đình luôn và đến bây giờ thì cũng đang rất là ổn. Nhưng mà điều gì giúp cho Thúy Hiền có thể vượt qua được những cái trải nghiệm mà mình đã từng chứng kiến vậy ta? Em cũng không biết lắm, có một thời gian gọi là em cũng trầm cảm đó. Rồi nên là em mới lấy chồng sớm chứ để cho em thoát khỏi cái nhà để khỏi có nghe cãi lộn nữa. Nhưng mà sau này lại có trong Ngân, em ra lại suy nghĩ trong Ngân, em mới tích cực hơn. Như vậy là sau này có sự xuất hiện của Châu Ngân thì làm cho Thúy Hiền có những cái suy nghĩ tích cực hơn đúng không? Quá là dễ thương đúng không anh Quân? Và bây giờ cái mong ước của bé là ba mẹ là không cãi nhau nữa và đừng có cái ý định ly hôn nữa. Vậy thì trong hoàn cảnh này thì chú Quân có cái điều gì, có lời khuyên nào đến bé Ngân hay không ạ? Cái việc mà ba mẹ gây lộn thì có thể là có nhiều nguyên nhân lắm luôn đó Châu Ngân. Ví dụ như là sự khác biệt về tính cách nè, về quan điểm nè. Mặc dù họ cố gắng họ đối thoại hoặc nói chuyện với nhau rất là nhẹ nhàng ý, nhưng mà nói một hồi xong cái tự nhiên nó lại thành gây lộn luôn. Đương nhiên là không có ai mong muốn ba mẹ mình ly hôn rồi. Thì chú Quân nghĩ rằng là con có thể về tâm sự với mẹ nè, hoặc là lúc nào mà ba rất là dễ thương và thoải mái á thì con cũng tâm sự với ba. Bởi vì biết đâu nhiều khi con tâm sự thêm nè, một lần, hai lần, thậm chí là ba lần hoặc nhiều lần, thì ba mẹ hiểu rằng là à, con hoặc là chị Hai rất là mong muốn rằng là ba mẹ sẽ tiếp tục sống chung, chưa kể là còn vấn đề sức khỏe của ba nữa ha. Chú Quân nghĩ rằng là ba mẹ biết rằng là ba mẹ gây lộn thì sẽ ảnh hưởng đến tụi con, và nhiều khi ba mẹ sẽ nghĩ rằng là à, nếu như hai người không ở cùng với nhau nữa thì ba mẹ vẫn thương con này, vẫn thương chị Hai, và lúc đấy thì nhiều khi là tụi con lại vẫn có được tình cảm của cả hai, chỉ là ba mẹ không ở chung với nhau vì sự khác biệt thôi. Nếu như điều đó xảy ra thì có thể nó cũng có những cái điều tốt đó Châu Ngân. Con có nghĩ vậy không? Dạ có. Ngân ơi, ngay bây giờ, ngay lúc này không có ai, không có ba, không có mẹ trước mặt, mình không có bị mắc cỡ, mình không có bị ngại ngần, thì con có thể nói một lời gửi đến cho ba mẹ tất cả những cái điều mà con muốn nói hay không? Con mong gia đình của con là hòa đồng với vui vẻ với nhau như hồi xưa. Một cái mong ước rất là ngắn gọn ha. Nhưng mà đó sẽ là rất là nhiều việc cần phải làm với người lớn, đặc biệt là những người làm cha mẹ. Và qua câu chuyện của Châu Ngân ngày hôm nay cũng như là Thúy Hiền thì chúng ta thấy rằng là có những cái mâu thuẫn của cha mẹ. Họ cứ nghĩ rằng là chuyện người lớn thì con nít mà không sao đâu. Nhưng mà thực tế thì rất có sao. Nên mong rằng là những người làm cha mẹ, nếu như mình có mâu thuẫn, mình có xung đột thì cũng cố gắng mình sẽ dung hòa bằng nhiều cái biện pháp khác nhau. Và trong quá trình đấy thì cũng rất là mong sự thấu hiểu cũng như là sự động viên của những người con giống như Thúy Hiền và Châu Ngân ngày hôm nay nè. Xin cảm ơn tiến sĩ Bùi Hồng Quân cùng với sự xuất hiện của bé Châu Ngân và Thúy Hiền trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt cảm ơn quý vị khán giả đã luôn quan tâm theo dõi chương trình. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi bật mí một số hình ảnh của số tiếp theo của chương trình Điều Con Muốn Nói. Điều Con Muốn Nói. Dạ, mẹ con làm diễn viên. Mẹ con á lo làm việc nên là không có ngủ sớm được. Đó là chăm sóc sức khỏe của mình. Con cũng hiểu là mẹ con rất là bận, mẹ phải đành cho con học nội trú thôi. Thấu hiểu công việc của mẹ và mong muốn mẹ chăm sóc bản thân hơn. Mình thấy được an ủi nhiều và được động viên, và coi như nhờ vậy cái mình có động lực. Mình thấy hạnh phúc lắm. Đón xem chương trình Điều Con Muốn Nói với câu chuyện đầy cảm xúc và mong muốn mẹ chăm sóc bản thân hơn. Xin hẹn gặp lại quý vị trong Điều Con Muốn Nói tuần sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.